Mọi người đã chuẩn bị cho bài thuyết trình của tớ chưa ạ? Chuẩn bị chưa? Ok. 3, 2, 1, bắt đầu. Xin chào tất cả các cô và các bạn. Con tên là Nguyễn Việt Thắng. Con năm nay 11 tuổi và hiện tại con đang học lớp 6 của trường trung học cơ sở Cần Hữu. Hôm nay chính là ngày đặc biệt, ngày cuối cùng của khóa học này, thế nên là con hôm nay sẽ thuyết trình một cái dự án mà con cũng đã bỏ lâu rồi. Dự án đó có tên là Talking Scratch Cat. Nếu có ai đó đã học học cùng tớ ở ở ở khóa trước thì có thể các bạn đã nhờ cái bài này hoặc là khi xem cái tài khoản của tớ trên Scratch. Nhưng mà tớ thấy ở đây bài này tớ đã bị bỏ lâu rồi, hơn nữa nó rất nó hơn nữa nó đang dần dần có ít người chơi, thế nên hiện tại đang lợi dụng cái chuyện có một project của tớ đạt được nhiều, càng ngày càng nhiều người xem thì tớ sẽ tạo ra một cái project mới có tên là Starting Scratch Cat Remastered. Đúng vậy, giống như cái tên nó có chữ Remastered. Remaster có nghĩa là làm lại một cái dự án hoặc là một cái gì đó mà mình đã bỏ lâu rồi mà khiến cho nó hiện đại, phù hợp với cái thời điểm hiện tại của mình hơn. Tiếp bây giờ con sẽ bắt đầu trình chiếu. Đầu tiên là phần lập trình âm thanh và hình ảnh. Đầu tiên là ở đây các bạn thấy là ở đây nó có cả một cái dàn khối lệnh dài như vậy. Các bạn có biết tại sao tớ lại làm vậy không? Chính là bởi vì nó không giống như trò chơi chú mèo tôm bình thường. Đó là trò chơi mà tớ dựa lên, mà nó phải dùng cái nút lệnh command này để cho con mèo làm những gì mình muốn. Thế nên là ở đây có rất nhiều lệnh, thế nên là tớ cũng phải cho rất nhiều khối lệnh nhận các thông báo để con mèo có thể làm theo. Ở đây vì làm theo từng khối lệnh và cũng làm từng lệnh và những hoạt động một, thế nên là ở đây tớ đã tạo ra rất nhiều trang phục để cho con mèo có thể làm những gì mình thích, ví dụ như là uống uống nước, đi vệ sinh, xem tivi, ngủ, nhiều nhiều hoạt động khác. Ở trong phông nền ở đây nó cũng có nhiều có những âm thanh này lại nó không phải là nhạc, mà thực ra con bây tớ bây giờ đã chỉnh duy nhất một nhạc, đó chính nhạc là nhạc chill. Nhạc chill là ngày xưa là trong là nhạc nó đã có trong danh sách của rất nhiều nhạc trong cái bộ dự án này, nhưng bây giờ tớ đã để chỉ có mỗi cái nhạc này để cho nó vui vui và sinh động, và nó cũng không nhằm chuyển từ cảm xúc này sang cảm xúc khác khi chơi, tại vì bọn mình khi nuôi một thú cưng thì cũng chỉ muốn yên thôi mà nhỉ. Bây giờ mình sẽ nói đến một số nhân vật khác. Ở đây chúng ta có những cái nhân vật là đồ ăn. Những cái đồ ăn này sẽ xuất hiện khi chúng ta cho nó ăn khi nó đói. Tiếp theo chính là cái nhân vật TV. Thực ra cái nhân vật TV bị ẩn tại vì phong nền đã đặt sẵn cái TV ở đây rồi. Nhưng mà vì muốn trông như cái TV đang bị tắt, thế nên là tớ đã để tạm như thế này để sau này mình có thể bật cái TV và nó sẽ trông như nó đang được bật vậy. Còn cái nhân vật này là để cho biết rằng cái phiên bản của cái project này là phiên bản bao nhiêu. Bây giờ mình cũng cập nhật thường xuyên cái dự án này, nên là mình sẽ phải để một cái chữ ở đây. Tiếp theo, nếu các bạn không biết hai cái này là hai cái hình chữ nhật gì mà lung tung như vậy, thì thực ra nó không hề lung tung, nó trông rất là gọn gàng. Nhìn nhanh này, thực ra đây chính là dòng lệnh, đây là bảng lệnh sẽ cho mình biết tất cả những cái lệnh mà mình có thể làm được trong cái project này. Còn ở đây chính là một cái bảng đồ uống
Bạn có thể thấy mấy cái bảng đồ uống này ở giống như một cái quán cà phê, nhưng mà ở đây mình đã cho vào trò chơi để cho nó giống như một cái quán cà phê khi mình cho con mèo uống một cái gì đó. Hai nút talk và comma là hai cái nút không thể thiếu trong trò chơi, tại vì nút talk sẽ cho con mèo nói bất cứ gì mình muốn, còn comma là chúng ta sẽ đưa ra lệnh cho con mèo. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thuyết trình nào. Ba, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi trò chơi. Ở đây chúng ta sẽ thấy con mèo vẫn đang nằm ở trên cái ghế sofa của mình. Hiện tại ngày trước cái tivi nó chỉ ngắn nhưng bây giờ nó rất dài hơn, và nó là của hãng, và con đã cho cái logo Apple ở đây để cho nó vui thôi ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ thử dùng lệnh thoại nút talk nhé. Bây giờ nó sẽ hỏi mình xem nó cần nói gì. Bây giờ chúng ta chỉ cần nhập vào đây. Ví dụ như chúng ta muốn nói hello thì chúng ta chỉ cần viết hello ở đây. Hỏi chúng ta sẽ nhấn vào xong. Hello. Và nó sẽ nói hello. Thực ra chúng ta không thể viết tiếng Việt, tại vì ví dụ chúng ta sẽ cho con mèo nói Việt Nam thì nó sẽ lại nói như thế này. Vietnam. Nó cũng nói gần đúng nhưng mà nó chỉ nói ví dụ như chữ E với dấu ngoặc lại thành chữ E. Bây giờ con sẽ thử một cái ví dụ khác mà chứng minh rằng cho nó nói tiếng Việt sẽ bị lỗi. Ví dụ như là tôi đã ăn cơm xong rồi. Nó sẽ nói như thế này. Thôi đây, con xong rồi. Đấy chưa? Bạn thấy đấy. Con mèo nó nói lung tung và thậm chí bạn còn chưa hiểu nó nói cái gì luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái nút command, cái nút quan trọng nhất. Chúng ta sẽ nhấn vào và nó sẽ hỏi ra dấu hỏi chấm. Như vậy là nó hỏi để mình xem nó nhập lệnh gì. Lệnh đầu tiên mà mình muốn nói đến mà bạn nào chơi trò ý lộn đầu tiên bạn cũng phải cần, đó chính là lệnh list. Lệnh list sẽ hiện ra cái bảng lệnh để cho chúng ta biết là chúng ta cần chọn lệnh nào để phù hợp với hoạt động để cho cái con mèo nó thích. Ở đây chúng ta hiện tại nó đã có tận nó đã tận gần 10 lệnh, nhưng mà dần dần con sẽ cho thêm lệnh, tại vì dạo này con cứ thấy cái bài này nó cứ thiếu thiếu lệnh, thế nào nó không giống với cái trò chú mèo tôm biết nói bình thường, thế nên là con đã cho để cho nó thành hai hai hàng. Hiện tại là cái lệnh music chưa thể làm gì được. Muốn đóng bảng thì chúng ta chỉ cần nhấn phím tách. Rồi chúng ta thử từng lệnh một để cho các bạn xem. Đầu tiên chúng ta đó là lệnh eat sẽ cho những cái con mèo ăn những cái thức ăn mà mình muốn mà nó muốn. Bạn có thể cho cái con nhéo cả kéo cái con quả kéo quả táo này và nó sẽ ăn. Chỉ có điều hiện tại rằng là cái nhận là con đã cho nhầm cái trang phục khi nó uống cái thuốc này, tại vì uống cái thuốc thuốc này sẽ khiến cho con mèo mèo bị độc, thế nên là con chỉ cho vào cho nó vui thôi. Hơn nữa tự nhiên cái trang phục khi nó bị độc tự nhiên lại bị ở đây, thế nên là con sẽ để nó ra đây, vì thực ra nó không phải là một cái phần để hoạt động nó ăn mà nhai nhòm tiếp. Tiếp lệnh chúng ta có thể nhấn phím tách để chúng ta bỏ đi những cái đồ ăn ở đây. Dù tớ thấy hơi lãng phí đồ ăn nhưng mà tớ cũng chẳng có cách nào khác, tại vì ở đây không có cái thùng rác. Lệnh tiếp theo chính là lệnh tivi sẽ cho cái con mèo xem tivi trong vòng 1 phút. Mình có thể chuyển đổi truyền hình bằng cách chúng ta nhấn vào cái tivi. Hiện tại con chưa cho cái điều khiển, thế nên là con sẽ chỉ chỉnh tạm là nhấn vào cái tivi để chuyển đổi kênh truyền hình. Nhìn bây giờ và khi xem tivi, con đã tạo ra một cái trang phục mà con mèo nó đang ăn bim bim, bim. Bây giờ con sẽ khởi động lại chương trình, tại vì con không muốn nó xem tivi trong vòng 1 phút, tại vì sợ các bạn đợi. Bây giờ lệnh lệnh cuối cùng mà mình cho các bạn chủ cho tính là lệnh drink, tại vì nó sẽ hiện lên cái bảng đồ uống này. Chúng ta sẽ viết lệnh drink vào là nó sẽ hiện ra cái drink menu.
Sau đó chúng ta phải suy nghĩ kỹ xem cho nó chọn cái nước nào, loại nước nào. Sau đó khi chọn xong rồi chúng ta sẽ nhấn phím cắt. Và bây giờ con mèo nó sẽ hỏi rằng là mình sẽ uống nước gì. Thì ví dụ như con vừa chọn cho nó uống nước lọc thì con sẽ viết cho nó là water. À như vậy nó sẽ uống nước lọc. Đó là tất cả những lệnh mà mình có thể cho các bạn xem. Và nếu các bạn muốn xem thêm những lệnh nữa, các bạn có thể xem cái bài trình chiếu tí nữa. Tớ sẽ gửi lên Scratch. Và một cái phần buồn cười ở đây là chính là khi cho lệnh ít và cho cái con mèo uống thuốc là một điều buồn cười sẽ xảy ra, bạn thấy ở đây. Đó, rất là buồn cười đúng không các bạn? Đó là tất cả những gì mình có thể thuyết trình được trong chương trình này. Thế nên là chúng tớ chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Rồi, một dự án rất là hay và thú vị từ của bạn Thắng đúng không nhỉ? Bạn Thắng cứ chia sẻ ra nào để các bạn cô thấy là các bạn bạn Việt Anh nào, nhận xét bài của bạn xem nào. Cô bài của bạn hay rồi. À, hay rồi đúng không nhỉ? Cô cũng thấy là bạn Thắng á, là khi nào xuất hiện bạn Thắng cũng gây bất ngờ cho mọi người hết, đúng không nhỉ? Từ dự án này đến dự án khác thì bạn Thắng luôn luôn sáng tạo, luôn luôn đổi mới cái dự án của mình. Đấy, là cô rất là thích kiểu bạn Thắng ở phần này. Còn về phần thuyết trình á thì bạn Thắng cũng thuyết trình rất là tốt đúng không nhỉ? Đầy đủ tự tin, nói cặn kẽ từng phần một, và đặc biệt là dòng của bạn Thắng thuyết trình nghe rất là hay. Đấy, cái phần ý tưởng rất là tốt. Rồi, đến giờ thì cô cũng thấy là bạn Thắng đã hoàn thành tốt cái phần khóa học này đấy, hoàn thành một cách rất là xuất sắc. Đấy, tự tạo được các dự án của mình, tự làm được và tự sáng tạo và tự tìm tòi được rất là nhiều thứ. Đấy. Rồi cô phần này á, là phải cô khen người bạn Thắng nhé.